ca sĩ Võ Lê Vi, không dám nhận là nàng thơ của nhạc sĩ Quốc Bảo. Tôi mong được khán giả nhớ đến thông qua âm nhạc của mình. Không phải bằng bất cứ danh xưng nào, ca sĩ Võ Lê Vi trải lòng. Võ Lê Vi kết hợp với học trò Thu Phương hát đầy dây dứt về sự lựa chọn trong tình yêu. Ca sĩ Võ Lê Vi vừa trình làng MV Quên Em Đi, tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Nói về dự án âm nhạc mới, cô bày tỏ, tôi mong khán giả nghe ca khúc này có thể nhắm mắt để trong giây khắc hồi sinh những ký ức cô đơn của chính mình và nhìn nhận nó như là vẻ đẹp của sự lãng quên. Ra mắt MV được đầu tư kỹ lưỡng, Võ Lê Vi không áp lực thành tích, bởi cô chọn đi con đường âm nhạc một cách chậm rãi, lặng lẽ. Nữ ca sĩ trải lòng, tôi không có ý niệm về áp lực khi phát hành, chỉ hy vọng tác phẩm đến gần hơn với những khán giả yêu quý mình. Vậy là tôi đã vui rồi. Còn nói về áp lực đối với bản thân, tôi nghĩ mình phải cố gắng ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Việc đầu tư vào sản phẩm âm nhạc cũng sẽ phải tốt hơn. Sở hữu giọng hát đẹp, được đào tạo chuyên nghiệp, cũng từng làm việc với nhiều tên tuổi lớn như nhạc sĩ Quốc Bảo, nhưng Võ Lê Vi vẫn chưa đạt được thành công tương xứng. Bày tỏ về điều này, nữ ca sĩ thẳng thắn, nỗi buồn cũng có vẻ đẹp tự thân của nó. Nếu tôi lựa chọn việc được buồn trong thế giới của mình, không phải đó cũng là một sự khác biệt sao? Võ Lê Vi đang tìm cách dung hòa thị hiếu âm nhạc đại chúng và sáng tạo nghệ thuật của bản thân. Nhạc sĩ Quốc Bảo từng nhận xét Võ Lê Vi là một giọng ca vừa trí tuệ, vừa giàu tình cảm. Khi một đàn anh lớn trong nghề khen ngợi mình, giọng ca nụ trăng tàn phai bày tỏ, anh Bảo dành lời ái ngữ cho giọng hát của tôi thì bản thân không giấu được niềm vui và sự biết ơn. Nhưng hành trình gắn với âm nhạc, người ta gọi là nghiệp hát, đã là nghiệp thì khó buông và đi kèm với nhiều khó khăn. Giữ được lời khen cũng là việc khó như vậy. Nói về cách gọi nàng thơ của Quốc Bảo mà một số khán giả dành tặng, Võ Lê Vi thừa nhận danh xưng này có hơi quá, vì tôi nghĩ mình là một ca sĩ đã có cơ hội làm việc học hỏi từ anh Quốc Bảo. Còn danh xưng thì tôi không dám nhận. Tôi mong được khán giả nhớ đến thông qua âm nhạc của mình, không phải bằng bất cứ danh xưng nào. Còn với bất kỳ sự so sánh nào với các đồng nghiệp khác, tôi chỉ thấy vui khi đọc được điều đó, chứ không đặt nặng hay quá chú tâm. Tôi cũng thấy may mắn và thú vị khi khán giả nhớ đến mình. Ca sĩ Võ Lê Vi thừa nhận dè dặt với showbiz Việt, không tham gia game show. Võ Lê Vi cũng dè dặt với giới showbiz Việt khi từng từ chối nhiều cơ hội tham gia các chương trình giải trí, các cuộc thi lớn để nhanh nổi tiếng hơn. Thay vào đó, nữ ca sĩ nói cô muốn mình sống một cuộc đời 5 tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Trước bài toán dung hòa thị hiếu âm nhạc của đại chúng và cá tính âm nhạc riêng mình, Võ Lê Vi nhận định, thật ra tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này rất nhiều lần. Thế giới bây giờ đi quá nhanh, thẩm mỹ nghe nhìn của khán giả cũng theo xu hướng đi nhanh và xa như vậy. Cái khó của người nghệ sĩ là tìm được sự dung hòa giữa cái tôi của bản thân, tính nghệ thuật và tính thời đại. Tôi nghĩ thật khó để nói hoặc chắc chắn mình có thể làm được. Tôi chỉ đang cố gắng đi trên con đường tìm kiếm điểm dung hòa đó. Còn thành công hay không, với tôi không quan trọng bằng việc mình đã dám thử.